Các bạn, hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn Đó là một cái mẫu đầu sừng này đỏ châu Âu nhé Rất là khúc, rất là vip luôn này Đó, thì bây giờ các bạn quan sát tới đầu tiên phần da nhé Rất là bóng, rất là mịn Đó, thì da là phần da thật 100% bằng da hiu Đó, còn cặp sừng đây đó, Thì các bạn sẽ quan sát thấy được rằng đó là Cặp sừng của mình hai bên nó rất là cân xứng rất là đẹp Đây, nhánh cũng vậy Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là trên các cái đường vân này này đó, nó sẽ lộ rất là rõ luôn Nếu như các bạn mà xem nhiều các cái video clip của mình ở trên kênh của mình ấy, Thì các bạn cũng thấy được rằng nó là cái cặp sừng thật thì bao giờ nó cũng sẽ vậy đó, bên mình thì sẽ không bán hàng giả, không làm hàng thật cao, không làm hàng đắt các bạn nhé Bên mình chỉ bán hàng thật thôi Đó, đây, các bạn quan sát thấy vì Ví dụ như các bạn mà, mà có thích những mẫu như này hoặc là một vài cái mẫu khác ấy, Tại vì những mẫu như này thì nó cũng tương đối là to đó thì bên mình còn vài những cái mẫu nó nhỏ hơn thì nó sẽ phù hợp với không gian của gia đình nó nhỏ hơn đó còn cả kinh tế nữa thì với những mẫu đồ càng to thì giá trị nó càng cao thì ví dụ như các bạn nào có thích sưu tầm những mẫu hàng nó khủng hoặc độc lạ bên mình cũng có gần như những mẫu này trên thị trường một vài những mẫu độc lạ hầu như chỉ có mẫu như mình có thôi ví dụ như là sừng minh dương này đó sừng uh, nai sừng tấm này vân vân rất là nhiều mẫu luôn đó thì cái ví dụ các bạn cần mẫu nào các bạn cứ inbox qua Zalo lô zoom mình nhá cảm ơn các bạn